Đồng Thảo xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục văn học nghệ thuật của Đài Truyền hình Quê hương hôm nay, chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi phần đầu bài viết của tác giả Người xứ Bưởi có tiêu đề Một cái nhìn khám phá mới về Nguyễn Tất Nhiên. Biên Hòa có gì đặc biệt không? Nhớ lại mùa hè cách nay đúng 36 năm, giới trẻ sinh viên học sinh Việt Nam có làm đại hội thể thao Âu Châu tại thành phố Stuttgart, xứ Đức. Đêm về khuya, một nhóm nhỏ gốc hướng đạo có sáng kiến làm lửa trại bỏ túi để sinh hoạt làm quen với nhau. Tới màn tự giới thiệu, người viết vừa mới nói là dân Biên Hòa, thế là bị cắt lời ngay bằng lao nhao những lời hỏi thăm. Học trường Ngô Quyền phải không? Bưởi Biên Hòa ngon lắm đó. Nhà thương điên cũng hết sảy luôn. Một cô cá mi nhòn liền tự nhiên đứng lên hát một đoạn bản nhạc thả như giọt mưa và sau đó lên mặt hỏi trọng có cần biết Nguyễn Tất Nhiên không? Và dung nhan của cô Bắc Kỳ nho nhỏ tên Duyên ra sao? Lúc đó trước mặt bạn bè làm sao tôi dám can đảm tiết lộ đã học cùng khóa 8 với Nguyễn Tất Nhiên tại trường Ngô Quyền, học cùng thời bậc tiểu học với Xuyên, và nhất là trước năm 1975, gia đình ba má tôi và ba má Xuyên là láng giềng ở cách nhau một căn nhà trong một xóm Bắc Kỳ nho nhỏ tại cuối đường dốc tòa án Lê Văn Duyệt, sau đổi là Bùi Văn Hòa. Tại trong bụng sợ mang tiếng thấy sang bắt quàng làm họ nên đành nín khe chịu thua luôn. Câu chuyện tình cờ này cho thấy thơ Nguyễn Tất Nhiên được giới trẻ lúc đó biết rất nhiều và đôi khi đã biến thành biểu tượng đặc biệt cho tỉnh Biên Hòa và trường Ngô Quyền. Bởi nổi tiếng như vậy nên đã có nhiều huyền thoại không phù hợp với sự thực được đưa ra. Trong văn học tại các quốc gia tiền tiến Tây Phương thì họ giải quyết sốt sáo, không chấp nhận những chi tiết huyền thoại sai sự thực trong tiểu sử tác giả liên hệ. Cho nên hồi năm 2007, người viết có đề nghị trang web trường Ngô Quyền mở rộng và thêm mục thư quán Nguyễn Tất Nhiên để lưu trữ toàn bộ di sản văn học liên hệ và làm sáng tỏ những chi tiết không đúng sự thật có liên quan đến nhà thơ Nguyễn nổi tiếng này. Từ đó, trang web trường Ngô Quyền có thêm mục thư quán Nguyễn Tất Nhiên và được phụ trách bởi nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thủy, cũng là người bạn đời hôn phối duy nhất của Nguyễn Tất Nhiên. Nhờ vậy, trong đó đã xuất phát những cải chính cấp thời, bảo vệ hữu hiệu danh dự cho Nguyễn Tất Nhiên. Ai mới chính đích thực là cô Bắc Kỳ nho nhỏ của Nguyễn Tất Nhiên? Xứ Bưởi Biên Hòa nổi tiếng là cái nôi thơ văn miền Nam được biết nhiều nhất trong giới làm thơ tại đây từ trước đến nay, chính là người học trò Nguyễn Tất Nhiên với cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Đôi mắt tròn đen như búp bê, cô đã nhìn anh rất Bắc Kỳ. Anh vẫy trời cho cô dễ dậy, để anh đừng uổng mớ tình si. Anh chắc rằng cô sinh trong Nam, cảnh tượng di cư chắc lạ lùng. Thuở còn học ở Ngô Quyền, đám học trò chúng tôi may mắn được nhiều thầy cô thiệt giỏi như thầy Đoàn Viết Biên, cô Đặng Thị Trí, cô Vương Chân Phương, cô Đinh Thị Hòa chuyển nghề cho môn Quốc Văn. Trong đó có phương pháp tổng hợp để nhìn thấy những sự thật liên quan đến tác giả qua. Thứ nhất, phân tích kỹ mọi dữ kiện chứa đựng trong các tác phẩm. Thứ hai, sưu tầm tin tức qua những cá nhân thân cận và quen biết với tác giả. Thứ ba, nghiên cứu về hoàn cảnh của tác giả, sẽ thấy tác phẩm ra đời với hậu ý gì.
Trong lĩnh vực nghiên cứu văn học, đôi khi một vài sự kiện tuy nhỏ nhoi trong tác phẩm nhưng lại dẫn đến khám phá sự thật bất ngờ. Điển hình là trong dự án chuyển dịch bộ luật Hồng Đức, tên chính thức là Quốc triều hình luật của Đại học Harvard vào năm 1984, quy tụ nhiều học giả Việt Mỹ đã tình cờ khám phá ra tác giả đích thực soạn ra bộ luật nổi tiếng này chính là thiên tài Nguyễn Trãi, cũng là tác giả của Bình Ngô Đại Cáo. Trong đó, học giả Nguyễn Ngọc Huy đã có sáng kiến nghiên cứu kỹ vấn đề kỵ húy, tức là kiêng kỵ tên húy của vua, để phát giác ra bản văn bộ luật Hồng Đức chắc chắn được soạn trước thời vua Lê Thánh Tôn Hồng Đức, lúc mà thiên tài Nguyễn Trãi còn sống, chịu trách nhiệm điều hành. Áp dụng vào trường hợp Nguyễn Tất Nhiên, chúng tôi đã khám phá thấy là phần lớn các bài viết và dư luận đã lầm và sai khi cho rằng nhân vật cô Bắc Kỳ nho nhỏ chính là cô bạn học cùng lớp tên Duyên, tức Bùi Thị Duyên, bởi lẽ họ không nắm vững những chi tiết liên hệ. Thứ nhất, Nguyễn Hoàng Hải, tên thật của nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên, và Duyên học cùng lớp, cùng sinh năm Nhâm Thìn, tức là 1952, mà cuộc di cư xảy ra vào năm 1954. Như vậy quá rõ ràng, Nguyễn Tất Nhiên muốn ám chỉ vào một người con gái khác, trẻ tuổi hơn nhiều, sinh sau năm di cư 1954. Và khi muốn bắt chuyện làm quen vào năm 1973, bèn đong đưa với câu: "Anh chắc rằng cô sinh trong Nam." Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng. Điều này không gì lạ vì thi sĩ vốn nòi đa tình, nên trong tác phẩm Nguyễn Tất Nhiên xuất hiện nhiều bông hồng khác nữa, chứ không phải chỉ có một người mang tên Duyên. Hai, trong bài phỏng vấn tuần báo Tuổi Ngọc số 141 vào ngày 5 tháng 8 năm 1974, Nguyễn Tất Nhiên đã trả lời gián tiếp xác nhận chuyện này. Tuổi Ngọc hỏi: "Cuối cùng Nguyễn Tất Nhiên, bạn còn muốn nói thêm gì chăng?" Nguyễn Tất Nhiên nói: "Có lẽ anh nên thôi, bởi tôi sắp sửa đề cập tới nàng con gái khác trong bài Hai Năm Tình Lận Đận, nàng con gái khác nữa trong bài Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ." Tiếp ba, Nguyễn Tất Nhiên đã tả điểm đặc biệt về Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ như sau: "Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, tóc đầm mi gạc son, cười ngây thơ hết nộ, mắt như trời bao dung." Kiểu tóc đầm mi gạc son đặc biệt này không thể tìm thấy ở hình ảnh thuở xưa ở các nhân vật nữ mà Nguyễn Tất Nhiên từng theo đuổi làm thơ, gửi tặng như cựu học sinh Ngô Quyền Bùi Thị Duyên, tóc xõa đến bờ vai. Nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thủy, tóc thắt bím. Phân tích trên đã được đăng tải trên tuyển tập Ngô Quyền năm 2006. Và lúc đó, thực sự chúng tôi không biết rõ tên tuổi đích thực của cô Bắc Kỳ nho nhỏ. Bởi lẽ chúng tôi tiếp tục qua Âu Châu du học từ năm 1971, nên không rõ nhiều về diễn tiến tại Biên Hòa. Dĩ nhiên đã gợi trong lòng tò mò vô cùng khi thấy Nguyễn Tất Nhiên vào năm 1972 làm bài thơ Duyên của Tình Ta Con Gái Bắc với những lời lẽ nặng nề chê gái Bắc: "Nhớ duyên dáng ngây thơ mà xạo quyệt." Rồi thật bất ngờ, chỉ một năm sau, 1973, Nguyễn Tất Nhiên lại gặp một nàng con gái Bắc khác, nhỏ tuổi hơn nhiều, để sáng tác được bài thơ độc đáo Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ. Vậy nhân vật nữ đặc biệt này là ai? Đã có sức mạnh ghê gớm khiến cho Nguyễn Tất Nhiên chạy theo mê tình đến nỗi gạt bỏ mọi thành kiến xấu gái Bắc trước đó một năm. Để giải đáp được ẩn số này, chúng tôi đành sưu tầm tin tức qua những cá nhân thân cận và quen biết với tác giả. Trong đó có nhà thơ Nguyễn Thị Minh Thủy, nhà thơ Tưởng Dung, bạn học thân thiết nhất của Minh Thủy, cô giáo Ma Thị Ngọc Huệ và một số bạn bè thân ở trong và ngoài nước. Rất ngạc nhiên là phần lớn họ đều biết rõ chuyện nội bộ này và xác nhận cho biết cô Bắc Kỳ nho nhỏ với tóc đầm mi gạc son chính là một nữ sinh trường Ngô Quyền
tên là Hoàng Thị Kim Oanh. Nên nhớ, Nguyễn Tất Nhiên cũng từng sáng tác một bài thơ có tựa đề Oanh mà nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài Hãy yêu chàng. Hãy yêu chàng như yêu dòng sông, ngậm ánh trăng non bàng bạc đêm rằm, chưa dẫn tung tăng hai vạt áo dài, gió đưa mây về, trời mưa bong bóng vỡ. Quý vị vừa theo dõi phần đầu bài viết của tác giả Người Xứ Bưởi có tiêu đề Một cái nhìn khám phá mới về Nguyễn Tất Nhiên. Đồng Thảo xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào tiết mục này kỳ tới.